agemas, moraimas và kuremas. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu câu với agemas. N1 wa N2 ni N o vete agemas. Mẫu này nghĩa là người 1 làm gì đó cho người 2. Và các bạn lưu ý giúp mình ở đây đó là người 2 này không được phép là watashi. Mình thử xem một số ví dụ. Đầu tiên, watashi wa Kimura san ni hon o kashite agemashita. Thì mình sẽ hiểu là người 1 watashi làm gì ở đây là cho mượn sách cho người 2 là chị Kimura. Câu này sẽ là tôi cho chị Kimura mượn sách. Hay ví dụ 2 ạ. Karina-san wa oba-san ni nimotsu o hakonde agemasu. Nghĩa là Karina thì mang hành lý giúp bà. Hay chúng ta có watashi wa haha ni ryōri o tetsu datte agemasu. Nghĩa là tôi giúp mẹ nấu ăn. Hay tiếp theo, đối với mẫu câu với moraimasu thì mẫu này có nghĩa là người 1 được người 2 làm gì đó cho ạ. Và cũng giống như mẫu với agemasu thì cái danh từ N2 này của chúng ta không được phép là watashi. Ví dụ chúng mình có watashi wa Yamada san ni toshokan no denwa bango o oshiete moraimasu. Nghĩa là tôi thì được anh Yamada cho biết số điện thoại của thư viện. Hay tiếp theo, đối với mẫu câu kuremasu chúng ta sẽ có N1 wa watashi ni có thể có hoặc không ạ. N o vete kuremasu nghĩa là cái người 1 này làm gì đó cho tôi. Và mẫu này chỉ dùng khi mà có người khác làm việc gì đó cho mình thôi ạ. Vậy cho nên là khi mà mình nhìn thấy kuremasu, mình sẽ tự hiểu có ai đó làm giúp mình một việc gì đó, nên là cái watashi này hoàn toàn có thể bỏ đi. Như ở đây chúng ta có haha wa seta o okute kuremashita, tức là mẹ gửi cho tôi cái áo len. Hãy